6 dấu hiệu sau đây có thể là cảnh báo một cái tình trạng thận của bạn bị nhiễm độc. Chúng ta được biết là thận là một cái cơ quan để mà lọc máu giúp loại bỏ những cái chất độc ở trong cơ thể chúng ta ra bên ngoài thông qua cái việc mà chúng ta đi tiểu, đúng không nhỉ? Nếu như mà cái thận của chúng ta có vấn đề, nó sẽ bị tổn thương và nó cái khả năng lọc của nó sẽ bị kém đi ấy, thì dẫn đến cái tình trạng là ứ đọng những cái chất độc ở trong cơ thể của chúng ta. Thực ra nếu như mà nói đúng hơn ấy, thì là cơ thể của chúng ta bị nhiễm độc do thận bị tổn thương, chứ không phải là thận bị nhiễm độc. Nhưng mà chúng ta nói như thế để chúng ta dễ hình dung một cái bệnh lý ở thận của chúng ta thôi. Thế thì nếu như mà cái thận của chúng ta bị tổn thương và dẫn đến tình trạng là ứ đọng những cái chất độc ở trong cơ thể của chúng ta ấy, thì nó sẽ biểu hiện bên ngoài qua một số những cái triệu chứng mà chúng ta có thể là chúng ta nhận biết, để từ đấy thì chúng ta sẽ là đi khám cũng như là kiểm tra một cách là kịp thời. Cái đầu tiên đó là những cái triệu chứng mà chúng ta có cái hơi thở hôi, cái hơi thở chúng ta có cái mùi amonia và có cái vị giống như là vị của kim loại ấy, giống như là chúng ta ngậm một cái đồng tiền ấy, đồng tiền bằng kim loại, đồng xu ấy, thì nó có một cái vị như thế. Thế thì tại sao nó lại có cái vị như thế? Bởi vì thận nó sẽ giúp cho chúng ta lọc và loại bỏ cái amonia ra bên ngoài, nên khi mà chúng ta đi tiểu chúng ta thấy cái mùi khai, đúng không nhỉ? Tuy nhiên thì nếu như mà thận mà nó sẽ có vấn đề, nó sẽ bị tổn thương và nó không lọc được cái amoniac đấy ấy, thì cái amoniac nó sẽ bị ứ đọng lại trong máu. Và khi nó ứ đọng lại trong máu ấy, thì nó có thể nó sẽ tiết ra ngoài qua thông qua cái đường là tuyến nước bọt của chúng ta. Và bởi vì thế mà chúng ta sẽ thấy có cái vị kim loại ở trong miệng chúng ta, cũng như là cái mùi khai, cái hơi thở nó sẽ là có mùi khai ở trong miệng của chúng ta ấy. Thì đấy chính là cái đầu tiên mà nó do cái ứ đọng của cái amoniac ở trong máu do việc mà thận nó sẽ bị tổn thương. Cái thứ hai nữa, triệu chứng thứ hai nữa mà mọi người cũng có thể là chúng ta sẽ nhận biết được đó là cái việc mà chúng ta sẽ đi tiểu rất là nhiều lần, đặc biệt là vào buổi tối. Bình thường thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ đi tầm một lần thôi. Tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta thấy xuất hiện là đi tiểu nhiều lần, trên 2 lần vào buổi tối ấy, thì chúng ta cũng sẽ phải nghĩ đến một cái tổn thương ở cái phần thận của chúng ta. Ở đây đó là cái việc mà chúng ta đi tiểu nhưng mà giống như hàng ngày bình thường nha, chứ không phải là do chúng ta uống nhiều nước hay là chúng ta uống nhiều bia, rượu rồi chúng ta đi tiểu thì là không đúng. Nhưng mà so với trước đây chúng ta vẫn uống nước như thế, chúng ta vẫn hoạt động như thế, mà chúng ta thấy là chúng ta đi tiểu nhiều hơn, thì lúc đấy là có thể là do cái tình trạng là thận nó lọc, nó sẽ kém đi, nó làm cho cái lượng nước nó sẽ đi ra nhiều hơn và dẫn đến cái tình trạng là chúng ta sẽ đi tiểu nhiều hơn. Cái triệu chứng thứ ba nữa của chúng ta mà chúng ta cũng sẽ nghĩ đến một cái tình trạng mà tổn thương của thận đấy là gì? Đó là chúng ta sẽ đái ra máu, protein niệu này, hay là chúng ta có cái màu của nó là màu đục lên. Và khi mà chúng ta đi tiểu ấy, thì nó có thể nó sẽ xuất hiện rất là nhiều bọt, bởi vì có nhiều protein trong đấy ấy, thì nó sẽ là nổi bọt lên. Thì đấy cũng là một trong những cái triệu chứng cho thấy là ở trong cái nước tiểu nó có protein. Bình thường thì nó sẽ không có protein ở trong nước tiểu vì nó sẽ được lọc ở qua cái thận của chúng ta. Tuy nhiên thì nếu như mà cái tổn thương của thận ấy, thì lúc đấy thì có thể máu nó sẽ đi ra ngoài, protein nó sẽ đi ra ngoài và nó làm cho cái nước tiểu nó sẽ có cái màu đục này, có cái màu đỏ này. Và nó sẽ rất là nhiều bọt sau khi mà chúng ta đi tiểu. Thì đấy chính là cái đặc điểm thứ ba mà chúng ta sẽ nghĩ đến một cái tình trạng mà của cái tổn thương thận. Cái đặc điểm thứ tư nữa của chúng ta đó là cái tình trạng là phù. Phù ở đây chúng ta sẽ thấy xuất hiện nhiều, dễ dàng nhất là ở cái phần mí mắt dưới của chúng ta này, hoặc là cái phần mà mắt cá chân của chúng ta. Đấy là những cái điểm mà nó sẽ rõ ràng nhất. Bởi vì khi mà chúng ta không loại bỏ được cái chất độc ra khỏi cơ thể ấy, thì nó có thể nó sẽ là dẫn đến cái tình trạng là ứ nước ở cái vị trí đấy, và dẫn đến cái tình trạng là chúng ta sẽ bị phù nặng mắt vào buổi sáng sớm này, hay là ở chân của chúng ta. Thì đấy là những cái triệu chứng mà chúng ta sẽ nhận ra được. Thứ năm nữa của chúng ta nữa là gì? Đó là cái huyết áp cao. Huyết áp cao nó là một trong những cái mà nguyên nhân ảnh hưởng từ cái việc mà chúng ta có tổn thương thận. Bởi vì lúc này nó sẽ là ứ nước ở trong cơ thể chúng ta rất là nhiều, và nó làm cho cái áp lực ở trên cái thành mạch nó sẽ tăng lên, dẫn đến cái tình trạng là khi mà chúng ta đo huyết áp ấy, thì huyết áp nó sẽ tăng cao hơn. Thì đấy cũng là một trong những triệu chứng mà chúng ta sẽ thấy được khi mà chúng ta có những bệnh lý về thận. Ở đây thì có rất là nhiều người chúng ta có huyết áp cao thì chưa chắc đã phải là thận, nhưng mà nếu như mà chúng ta thấy là xuất hiện nhiều cái triệu chứng cùng một lúc, giống như lúc nãy bác sĩ Ngọc có mô tả ấy, từ đầu đến giờ ấy, thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến cái vấn đề là có cái tổn thương thận của chúng ta. Và cái cuối cùng đó là những cái triệu chứng liên quan đến mệt mỏi và kiệt sức. Thì đây là những cái triệu chứng mà thường là cái giai đoạn mà khi mà thận chúng ta nó đã bị tổn thương nhiều rồi, cái việc mà lọc nó sẽ kém đi và nó làm cho chúng ta luôn luôn trong cái tình trạng mệt mỏi. Chúng ta đi lại nó rất là khó khăn, khó thở, mệt mỏi. Thì đấy là 6 cái triệu chứng mà có thể là cảnh báo một cái tình trạng là chúng ta đã bị nhiễm độc ở trong cơ thể của chúng ta do một cái tổn thương ở trong thận. Bác sĩ Ngọc sẽ là nhắc lại chúng ta. Cái thứ nhất đó là chúng ta có cái hơi thở mùi amoniac, và chúng ta có cái vị là vị của kim loại. Cái thứ hai là chúng ta sẽ đi tiểu nhiều, thường là trên 2 lần vào buổi tối, mà không phải là do cái việc mà chúng ta uống nước nhiều hay là uống bia rượu. Cái thứ ba đó là chúng ta đi tiểu protein niệu, chúng ta đi tiểu ra máu, chúng ta đi tiểu ra protein nó có màu đục hay là màu đỏ. Kết hợp với đấy là cái tình trạng mà
đi tiểu rất là nhiều bọt. Thứ tư của chúng ta đó là cái tình trạng phù, đặc biệt là phù mí mắt dưới hay là phù ở chân. Thứ năm đó là kết hợp với những triệu chứng đấy, chúng ta có cái tình trạng huyết áp cao. Và cái thứ sáu đó là tình trạng là mệt mỏi và tức là không có sức khỏe, những cái lúc nào cảm giác kiệt sức. Thì đấy là sáu những cái dấu hiệu mà giúp cho chúng ta có thể là cảnh báo một cái tình trạng là tổn thương thận, dẫn đến tình trạng là bị nhiễm độc ở trong cơ thể của chúng ta. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.